là Tôn Ngộ Không vừa thấy ăn bên quán Bình Chọc về rồi, em về rồi, về ngay. Mặt lạ mua trên TikTok này, mua đâu không nhớ nữa, đi ăn nhanh về còn kiếm tí. Mọi người ngủ muộn vậy? Ít ông anh đâu rồi? Đang cho con bú. Làm gì mà giàu nhanh thế, Phi Hồng? Trời ơi, tao bán hàng ạ. Ta bán hàng online năm nay là 6 năm rồi. Mà chúng mày biết những cái bọn bán hàng online đứa nào nó cũng có hàng trăm tỷ rồi. Đơn giản như huấn thôi. Nó đã có hàng trăm tỷ rồi. Tao chưa có cái mẹ gì cả, mới mua được cái nhà này thôi mà mày đã bảo tao làm gì mà giàu nhanh thế thì không hiểu là như nào. Ta bán hàng online 6 năm nay rồi. Để ông Phú chém gió đi, ông Phú đang cho con ngủ. Phú tuổi gì mà lên chém gió? Thúy Kiều ơi, để yên cho anh Phú ngủ, anh Phú ngủ trên tầng 2. Mình nhìn tưởng Tôn Ngộ Không đắp mặt lạ. Chờ một tí nó khô sẽ bóc ra. Dạo này da hơi xấu cho nên rất là tích cực. Con lớn nhà chị bao nhiêu tuổi rồi? Con lớn nhà chị năm nay học đại học năm thứ 2, 19 tuổi. Trông thế này thôi nhưng mà con lớn rồi. Cháu út vào đi Kiều. Giờ ơi, giờ này nó ngủ lâu rồi bà ơi. Chào Hà Nam nhá. Giờ này nó ngủ lâu rồi. Làm gì mà còn thức nữa thì chết à. Giờ này mà chưa ngủ đi tôi nói các bà nghe. Các bà đi trông con chết luôn. Chào bạn Hugo. Anh Phú đời vợ mấy chị? Anh Phú lấy chị là đời thứ hai. Đã từng tan vỡ. Chả có gì phải giấu cả. Anh Phú lấy chị là đời thứ hai. Anh có hai đứa con riêng, chị có hai đứa con riêng. Và anh chị có đúng một đứa con chung đó là cu Sóc. Anh chị sống ở miền Bắc hay Hà Nam vậy? Chị ở Hà Nội. Bố mẹ chị đang ở Hà Nam. Em đẹp à? Đắp mặt đúng rồi, đang đắp mặt. Sao ngủ muộn thế? Hôm nay vừa đi ăn về cho nên là đi ăn về muộn. Nên là đắp mặt muộn nên là ngủ để lên live stream để cho nó khô cái da mặt ra rồi bóc. Ôi ôi, mặt lạ đây là. Tôi vừa trên TikTok tôi cũng không nhớ lại là đã bóc ra. Chờ cho nó khô. Đạt nhôm kính, kệ mẹ nó. Quan tâm làm gì em? Một khi người ta đã ghét mình rồi thì người ta sẽ vẽ ra một số các cái tương lai. Tao không đẻ được làm sao tao có mấy đứa con à mày? Thế không nghĩa con tao ở dưới lỗ lẻ nó chui lên này, trên trời nó rơi xuống. Mày cứ quan tâm làm cái gì? Chị kiểu bữa nay luột thế, ok. Mày quan tâm làm cái gì? Chúng mày cứ đi sân si với một đứa trẻ con làm cái gì? Chị làm em giật mình. Thùy Trang, ok. Không đẻ được hết, tự nhiên con tao nó trên trời rơi xuống à? Tao ba đứa con. Con tao đứa lớn năm nay nó học đại học rồi. Không nhẽ thì mẹ mày nó chạy từ nhà mày sang nhà tao à? Còn bây giờ một khi nó đã ghét mình thì nó có thể bôi nhọ mình các kiểu. Thêm bớt vào. Mày có thấy ai đi lên trên mạng mà nói xấu người khác lại bảo là ư chị tốt lắm. Cưới con em là chị cũng lo cho 100% vì em không có tiền. Rồi sao em mổ chị cũng cho em tiền. Rồi em không có công ăn việc làm chị cũng giúp đỡ em để đi làm ăn. Mày có thấy có đứa nào nó lên mạng nó nói như thế không? Nó phải nói xấu chứ mày, thế thôi mày ghét đứa nào mày phải lên mày nói xấu, mày phải băm bổ vào mặt chứ. Cô ơi, Hiếu đâu? Hiếu ngủ rồi, mai còn đi làm. Năm đứa ở với chị hết à? Không, chị không làm gì ghẻ được. Con anh Phú sẽ ở với mẹ nó.
hiểu không? Chị chỉ nuôi con chị thôi. Chứ bây giờ mày bắt tao ở làm gì ghẻ, tao không làm được. Mày biết tính tao rồi đấy. Mày biết tính tao rồi đấy. Tao mẹ mày mồm chó vó ngựa, mày bảo tao làm gì ghẻ. Không may tao tức lên tao lại tát nó một cái thì mai tao lại thành bạo hành. Tao có thể đánh con tao được, nhưng mà tao không thể lao động đến người khác được. Bởi vì sao? Vì không may tức lên, điên tiết lên. Mày bây giờ mày biết là như này này, trẻ con bây giờ ấy, nó không như ngày xưa, cái bọn Gen Z bây giờ ấy. Nó gọi là cái bọn Gen Z ấy, bọn Gen Z bây giờ ấy, nó không như ngày xưa. Mình nói lặng một tí là nó có thể bỏ đi luôn. Mà nếu như mình điên tiết lên, mình nhiều việc, mình cục xúc lên, mình sẵn sàng, mình tát nó một phát, thì ngày mai mình lại thành là người gọi là gì ghẻ con chồng mệt lắm, người ta chả ở với ai hết. Ok bạn. Chị không làm được mẹ ghẻ, còn anh Phú làm được bố ghẻ đương nhiên. Bởi vì tao nói mày nghe thế này, người phụ nữ mà bỏ con thì đấy không phải là người phụ nữ. Chồng thì có thể là người đàn ông ấy, người ta sẵn sàng nuôi để gọi là đi bước nữa. Bởi vì sao? Khi bỏ đi bước nữa, bởi vì sao? Khi bỏ nhau là bước nữa, bởi vì sao? Khi bỏ nhau là mình đang nói cái câu chuyện đấy, mình không quan tâm. Nhưng mà người phụ nữ thì không bao giờ bỏ con, mày hiểu chưa? Tao sẵn sàng bỏ chồng nhưng tao không bao giờ bỏ con. Còn những cái con mà đi lấy chồng xong để con ở nhà cho người khác nuôi thì tao không thèm nói đến. Còn tao này, tao sẵn sàng bỏ chồng nhưng con tao tao không bao giờ bỏ nhá. Đấy, cho nên làm sao mà con chị là phải ở với chị. Thực ra là nói con chị ở với chị thì cũng không phải. Con chị chỉ mới đón lên đây được có mấy tháng thôi. Còn trước đây là nó ở với ông bà, chị nuôi, nhưng chị gửi ông bà. Bởi vì tại sao? Lúc đấy chị còn nghèo. Lúc đấy chị còn rất nghèo. Cho nên chị phải chấp nhận để con ở nhà. Đúng rồi, bởi vì sao? Bố Phú Lê rất là yêu hiếu. Bố Phú Lê chăm hiếu hơn là mẹ chăm, vì mẹ bận đi làm. Lúc đấy chị rất là nghèo. Thì mọi người hiểu là người phụ nữ hay người đàn ông thế thôi. Khi quá nghèo mà đi làm ở đâu cũng dắt theo một đứa trẻ con hay hai đứa trẻ con thì không ai người ta thuê làm. Hoàng Thịnh, ok, không ai người ta thuê làm. Hiểu không? Cho nên chị phải chấp nhận để con ở nhà cho bố mẹ chị trông cho, và chị gửi tiền cho bố mẹ chị nuôi. Khi chị có công danh rồi, chị có nhà cửa đàng hoàng rồi, thì bắt đầu chị mới đón con chị ra. Các em hiểu chưa? Còn đời chị như này này, chị sẵn sàng bỏ chồng nhưng không bao giờ chị bỏ con. Hiểu không? Đấy, cho nên con chị khi chị đẻ nó ra nó còn quá nhỏ. Lúc đấy chị quá khổ. Mày phải biết rằng là nếu mà để con ở nhà, nếu mà dắt con đi làm, không ai người ta thuê cả. Bây giờ mày rửa bát mà một đứa cứ đứng ở đằng sau khóc thì người ta có thuê mày không? Không, đúng không? Mày đi đâu cũng thế, cho nên là bắt buộc mày phải để con ở nhà cho bố mẹ đi làm để nuôi con. Khi mình có tiền rồi, mình có nhà cửa đầy đủ, mình mới đón được con. Chứ ngày xưa tao đi thuê nhà, mà nay ở chỗ này, mai ở chỗ khác, điều hòa không có, lóng há mồm ra, mình đi bắt nó đi theo, mình chỉ làm khổ nó thôi. Thứ hai nữa là sao, mình phải đi làm đêm làm hôm. Thế không lẽ bây giờ đi làm đêm cũng phải bế nó theo à? Thế mình phải thương con, mình để con ở nhà. Nhưng khi nào mình có tiền rồi, mình có điều kiện rồi, mình đón con mình ra. Chứ còn bảo là con phải ở với chị. Chị nói rõ luôn, kể cả Phú Lê lúc đến với chị cũng nói luôn. Anh đến với em, con em phải ở với em. Đấy, em không thể bỏ con được. Bây giờ nó chưa ở, nhưng khi nào đủ điều kiện em sẽ đón nó về, anh phải chấp nhận. Đấy, nên Phú Lê rất là yêu thương trẻ con tôi. Con tôi nhá, nó quý Phú Lê hơn cả tôi. Mọi người biết tại sao không? Tôi đi làm tối ngày. Tôi đi làm tối ngày, tối về thì live stream, ngày thì đi làm. Cảm ơn bạn Sunny Anh. Ngày thì đi làm, tối về live stream. Có cái thời điểm live stream đến 12 giờ đêm. 12 giờ đêm mọi người vẫn thấy tôi đang bán hàng. Thì đương nhiên mọi việc lại là bố cháu phải lo. Đón đi học, đưa đi học, nấu ăn. Đấy, dục lên tắm rửa là bố lo hết. Đó. Thì nó sẽ quý, thậm chí nó yêu thương ai. Nó sẽ có thì nó còn quý Phú hơn cả tôi. Mà tôi là điên tiết là tôi quát loạn lên. Bởi vì sao mọi người hiểu là như này, người phụ nữ phải gánh quá nhiều thứ, áp lực. Ở đây những ai là những cái người phụ nữ mà phải gánh tất cả mọi thứ thì mình sẽ rất là áp lực. Cho nên là về mình cứ điên tiết để mình quát tất.
già trẻ lớn bé chửi hết. Bạn bạn Nga ơi, bạn nhắn tin vào TikTok cho chị nhá. Ừ, bạn ngang Ngô Thị, bạn nhắn tin vào TikTok cho chị để chị check. Em biết nhắn tin không? Những ai là những cái người phụ nữ mà gánh giang sơn, đứng mũi chịu sào, chúng mày mới hiểu được. Còn chúng mày là cái loại mẹ mẹ ăn lo ỉa to bãi cứt thì chúng mày không bao giờ hiểu được đâu nhá. Xin con về nuôi, nói cho nhanh. Như thế em cũng phải chúc mừng chị, bởi vì chị là người có tấm lòng bao dung, chị yêu thương trẻ con, hiểu chưa? Mày cứ sân si đứa trẻ con làm cái gì, mày đừng bao giờ quan tâm là con chị ở đâu ra. Thế không lẽ là trên trời nó rơi xuống à mày? Quan tâm làm gì, chúng mày cứ đi sân si đứa trẻ con làm gì? Chúng mày nhìn thấy trẻ con thì chúng mày phải yêu thương, dành tình cảm, còn chúng mày không phải quan tâm làm gì, hiểu chưa? Nên là con chị là rất là thương, rất là yêu Phú Lê hơn yêu chị. Bởi vì sao đấy, chị bận tối ngày live stream, có những hôm chị live đến 12 giờ đêm. Ngày thì chị đi suốt ngày, thế nên bố nấu cơm cho con ăn, đi học đón con. Cho nên bây giờ đi ra lớp đấy, thằng Hiếu đấy hỏi nó là thế yêu mẹ bố hơn hay yêu mẹ hơn, nó bảo nó yêu bố Phú Lê hơn. Bạn nó vào đây, bạn nó vừa bảo đấy, Hiếu bảo Hiếu yêu bố Phú Lê hơn mẹ Kiều. Khổ vậy cơ. Bởi vì sao? Mẹ quá nhiều việc, mẹ không quan tâm được nhiều của con thì bố quan tâm rồi. Thúy Kiều đừng chửi bố mẹ chồng nữa, Mạnh Phạm. Đời tao tao chưa chửi ai bao giờ, mày hiểu chưa? Còn bây giờ lên mạng ấy, chúng nó mà gán cho tao cái tội đi thì tao cũng phải chịu, thì nó phải gánh nghiệp thôi. Còn đời chị chưa chửi ai bao giờ. Thế mày nghĩ rằng là ông Phú là bù nhìn à mày? Ông Phú là bù nhìn à mày? Người ta hiền lành, người ta biết điều với tao là bởi vì tao biết sống. Ta phải đối xử với bố mẹ người ta như thế nào, chứ người ta không phải là bù nhìn. Mày nhìn anh Phú, anh là dân xã hội, anh ấy va chạm xã hội bao nhiêu năm nay rồi, em phải như nào thì anh mới ngồi im như thế chứ. Còn ở trên mạng nó bêu díu, nó thêm cho tao thế này thế kia. Thế không lẽ giờ mày bảo ta phải lên đi tao đối diện, hay tao phải lôi bố mẹ anh Phú ra, tao bảo là bây giờ đấy bà nói đi, bà lên mạng bà nói đi là con dâu bà tốt với nhau như nào à mày? Ô hay nhỉ. Mày có biết tội lớn nhất là gì không? Là tội bất hiếu. Mà tao ấy, tao đi từ thiện là bao nhiêu năm, tao không bao giờ tao làm những cái điều gì mà nó bất hiếu cả. Tội lớn nhất là tội bất hiếu, mày hiểu chưa? Bình luận vô duyên vãi, tôi nói thật. Tự nhiên lại vào lại bảo chửi bố mẹ chồng ít thôi. Tao nói thật này, đời tao người già là chưa bao giờ tao lặng lời. Mà tao phải sống như nào thì Phú Lê tôn trọng tao như thế. Hoài Thu ơi, nhắn tin qua TikTok cho em. Ai làm gì ở ngoài đây đấy? Ai là con vợ lọ mọ. Thế mày nghĩ ông Phú là bù nhìn à? Người ta chỉ hiền lành khi tao làm đúng thôi mày ơi. Tao mà làm sai ấy, có chuyện luôn. Tao làm đúng thì người ta sẽ ngồi im. Người ta đâu phải là người ngu. Tự nhiên mày lên mày bình luận. Mày phải hiểu là như này này, Kiều tốt với bố mẹ chồng mà, Giang Nguyễn ok, mà nhiều đứa nó rất là ngu. Nó cứ lên mạng xong nó nghe thế lọ, nó nghe thế kia. Thế bây giờ chả nhẽ tao phải lên tao bảo bố mẹ chồng tao là bây giờ bố mẹ ngồi đây đi, đây con đối xử với bố mẹ như nào thì bố mẹ nói rõ ra đi à? Thế như thế chúng mày mới thấy hài lòng à? Gia đình người ta đang vui vẻ hạnh phúc của chúng mày cứ thêm thắt à? Nay không like à, chị Hải ơi, cái đấy ở đây trên này nó không cho bán nhá. Chị mà muốn lấy thì chị nhắn tin qua em, nhắn tin qua TikTok cho em. Toàn Dương ok, nhiều đứa hãm em nói thật với các chị. Xong rồi nó bảo em là không đẻ được. Cái tao à, mày không đẻ được con tao nó lỗ lẻ chui lên à? Mày biết tao mấy đứa con không? Con riêng của chị là có 2 đứa. Năm nay cháu học đại học rồi. Mày hiểu chưa? Thế tao không đẻ được con tao đâu, nó chui ra đâu, không lẽ lũi lẻ chui lên à? Mày nói buồn cười. Nên là nhiều con rất là hãm. Gia đình người ta đang vui vẻ hạnh phúc thì nó lên nó bảo là mày chửi bố mẹ chồng ít thôi. Tao hỏi mày đấy, tao hỏi mày thì đơn giản nhất thôi, thằng chồng mày nó là, hoặc là con vợ mày nó là bù nhìn à? Mày nhìn ông Phú có phải là bù nhìn không? Nhìn mẹ mày nhìn nó khôn nhất họ như thế cơ mà, nó có phải bù nhìn không? Nó ăn được, nó nói được, mày đã từng lên mạng mày nghe ông ấy nói chưa? Nó ăn được, nó nói được, mày chửi bố mẹ nó không đấm cho mày vỡ mồm mày ra. Mày ngu đấy. Dâm Nguyễn ok chị, rồi ôi em nói thật với chị, em đã nói rồi. Khi người ta đã ghét mình, khi người ta đã không ưa mình,
Không lẽ bây giờ nó không ưa mình, nó lên, ôi dồi, anh chị tốt với bố mẹ em lắm, anh chị yêu em lắm, anh chị quý em lắm, anh chị cho em đủ thứ. Đúng không? Thế ghét thì bây giờ phải lên phải nói chứ, phải nói thêm vắt và phải nói điêu lên chứ. Tao mà ghét ai tao cũng nói. Tao còn nói như mẹ những cái mà nó đéo có sự thật cơ. Nếu mà tao đã ghét ai, bởi vì sao? Phải nói điêu lên thì người ta, cộng đồng mạng người ta đứng về phía mình chứ. Đúng không? Nên nhiều đứa bảo là chứ rồi ôi thế lọ thế kia này. Chị nói thật này. Không, nhưng mà chị không, chị nói với con người vô duyên, nhưng mà chị cũng phải nói. Chị nói thật với em như này này. Đời chị ấy, chị không bao giờ sợ thị phi. Bởi vì như này này, sống ở trên cái mạng xã hội này mà sợ thị phi thì chị ăn cám thôi. Chị nói thật đấy. Ok, chị lưu ly. Mày hiểu rằng là sống ở trên cái mạng xã hội này mà mày sợ thị phi thì mày chỉ ăn cám thôi. Nên là như này này, xã hội nó có hai chiều. Người chỉ chửi chị, người quý chị thì nó mới đẩy chị lên được. Đấy thì mới live stream với 1.000, 2.000 người xem. Có những lúc 5.000 người xem. Chứ bây giờ cuộc sống mà không có thị phi ấy thì mình lại không có tiền, em hiểu không? Xác định sống ở trên mạng này là có người yêu mình, có người chửi mình, nhưng quan trọng. Chị không biết. Chị chỉ biết nhà chị thôi. Chị chả quan tâm đến ai làm gì cả. Bởi vì sao? Quan tâm nhiều mệt. Đúng rồi đấy bà Thảo ạ. Hỏi là thực ra thì cũng không có cái gì về xấu cả. Phú Lê có hai đứa con riêng, đẻ sinh đôi. Thúy Kiều có hai đứa con riêng, và bây giờ có mỗi ông Sóc là con chung thôi. Quê Hương ơi, em nhắn tin qua TikTok cho chị nhá. Có mỗi ông Cú Sóc là con chung thôi. Và ông Sóc là con chung cho nên là ông là công tử, ông là cậu ấm. Ông ấy sinh ra phải đi lùi mới đến vạch đích. Biết tại sao không? Anh chị lớn hết rồi. Đấy, bây giờ có mỗi một em là em nhỏ nhất thôi. Cho nên là cái gì là ông ấy cũng được hết. Đấy, có cái gì đâu mà phải xấu hổ. Nên nhiều người cứ bảo là có phải chị ba chồng không? Đúng, tao ba đời chồng rồi. Nhưng mà nếu như mà tao thích ý, tao vẫn có thể đi bước nữa. Bởi vì sao? Người chồng, người nhiều người phụ nữ là ở với đàn ông là ở theo kiểu là trách nhiệm, hay ở theo kiểu là tao không. Người đàn ông đến với tao để mang hạnh phúc cho tao, vui vẻ. Cuộc sống là phải vui vẻ, hạnh phúc, cùng nhau lo cho cuộc sống của hai gia đình. Chứ không phải là lấy nhau về xong rồi mang nhau đi kiểu dạng như hành hạ nhau, xong phải gọi chồng bằng bố, xong phải nấu cho chồng ăn, xong phải hầu hạ dạ vâng, xong phải lo cho cả gia đình nhà chồng, xong vẫn bị nó chửi, nó đập cho, đây không có nhá. Lấy chồng về là phải cùng nhau lo lắng cho hai bên gia đình, cùng nhau lo lắng cho con, cùng nhau xây dựng cuộc sống hạnh phúc, cùng nhau đi đến những cái gọi là tương lai tươi sáng. Chứ không phải lấy chồng về để làm bố, để phục vụ cái mỗi cái quan hệ thôi, xong là gọi nó bằng bố, nay nó đánh cho, mai nó đập cho, xong phải lịnh nó, phải nhịn nó, đây không có. Đây là lét căng luôn nhá. Nếu như cảm thấy thích vẫn có thể đi bước nữa, đi bước bao giờ bằng chuẩn thì thôi. Đời sống một lần thôi, làm đéo có kiếp sau các bà. Đời làm gì có kiếp sau. Sống kiếp này cho nó không uổng đi đã, lo kiếp sau làm cái đéo gì. Đúng không? Cho nên nhiều người, tại vì có đứa lên nó bóc phốt chị. Bóc phốt chị là ba đời chồng. Khổ lắm. Lúc nào các bà đừng gặp đứa nào bóc phốt tôi, các bà bảo mày so mẹ 10 đầu ngón tay đi. Mày đếm xem mày đã quá 10 đầu đời chồng chưa, mày đi chê người khác. Hiểu không? Cho nên là như này này, kể cả ba đời, năm đời không quan trọng. Quan trọng là tìm được người đàn ông yêu mình, thương mình, chia sẻ với mình, gánh nặng với mình. Thế thôi. Chứ còn quan trọng gì đâu mà phải ba đời mới năm đời. Mẹ mày ba đời mà không được thì vẫn đi đâu bốn đời luôn, không quan trọng. Ờ Thủy Tôm ơi, đúng rồi. Đúng rồi bạn Thủy Tôm ạ, à, chuẩn luôn. Xong rồi nhiều đứa cứ bảo là mày cái gì? À nó còn, nhiều đứa lên mạng nó còn rủa em là không, ý là em không đẻ được. Tao không đẻ được, cái tao hỏi mày, mẹ mày tao nuôi con của thiên hạ mày. Tao không đẻ được mà con tao năm nay học đại học rồi à? Mày biết con tao năm nay học đại học không? Con gái tao năm nay 19 tuổi không? Học đại học năm thứ 2 rồi, con trai tao học lớp 11 rồi không? Sao không đẻ thì con tao nó trên trời nó rơi xuống à?
Cho nên nhiều đứa, tôi nói thật với các bà này, nó sân si tử với đứa trẻ con. Nó sân si tử với những cái đứa trẻ con. Đứa trẻ con nó có tội tình gì đâu mà chúng nó vào mạng nó cũng sân si. Ờ, xong rồi bảo là mấy đời chồng tao, mẹ mày, tao 5 đời hay 10 đời kệ mẹ tao đi. Quan trọng gì? Quan trọng là tao cảm thấy như thế là hợp lý, tao cảm như thế là tốt. Mày phải hiểu rằng như này này, mày mà lấy đến 7 đời chồng ấy mà chồng mày nó đập mày, mẹ mày như bật bông thì mày vẫn phải bỏ, mày phải tìm đời thứ 8 thôi. Làm đéo kiếp sau, sống kiếp này đi. Tìm bao giờ người đàn ông nào mà yêu mình, lo lắng cho mình, cảm thấy một cái chỗ dựa vững chắc cho mình thì mình dừng. Còn nếu không thì thôi, vẫn chia tay bình thường. Tìm con đường mới, con đường sáng mà đi. Việc gì mà phải nhịn nhục bố con thằng làm. Hiểu chưa? Mặt mày nhìn mặt tao thì mày biết này, tao giỏi giang. Tao không phải nói tự hào, nhưng tao cực kỳ giỏi luôn. Bởi vì tao không giỏi thì tao từ một con mẹ mày quét rác. Tao có cơ ngươi ngày hôm nay thì mày biết tao là một người cực giỏi. Thì không có lý gì mà tao lại phải chịu khổ cả. Tao lại phải mẹ mày nhịn nhục một thằng đàn ông mà ví dụ nó đánh đập tao suốt ngày, nó không có đâu. Tao phải được hưởng những cái gì người đàn ông phải yêu chiều, phải quan tâm. Thế thôi. Chứ bây giờ lại chả lẽ lại bây giờ lại tao lại phải mẹ mày giỏi giang như này, tao lại phải ở với một thằng mẹ mày suốt ngày nó đánh đập, nó chửi bới, nó coi thường tao, không có. Thế là phải tìm bao giờ bằng chuẩn đi thôi nhá. Ô đúng rồi, người ta ở thế gian này thì mẹ phải tiên rồng được cả đôi nó mới giàu mày ơi, được cả cặp mày ngu đấy. Mày nhìn cơ ngươi nhà tao là mày phải biết gia đình nhà tao là phải được cả cặp nó mới giàu như này chứ. Đây mày xem nhà mày đây, mày nhìn lại, quay ngược lại mày nhìn nhà mày đi xem có ra cái gì không. Em hay bị rụt rè trước người khác có tiền giàu, chị tư vấn cho em. Đời việc gì phải rụt rè em. Sống ấy, kể cả em có nghèo em phải hãnh diện. Em hiểu không? Em đi đâu mà em rụt rè là em thua mẹ 50% rồi. Nhưng em đâu đi đâu mà em tự tin là em thắng mẹ 100% luôn. Chị khuyên em là như này này, nghèo giàu không quan trọng. Bởi vì sao? Mày nghèo ấy cũng không có tự nhiên có thằng nào nó cầm tiền đến nó cho mày đâu. Kể cả bạn bè chơi mình, những thằng giàu đại gia, nó cũng chỉ dành cho em những cái lời khuyên thôi nhá. Chứ còn bảo rằng là nó rút tiền trong ví em ra nó cho em, đéo bao giờ có. Cho nên là như này này, sống nó cứ phải tự tin lên. Xác định một điều như này này, giàu nghèo kệ mẹ tao. Giàu thì mày giàu mày ăn, tao nghèo tao làm nhiều, kệ tao. Không việc gì phải mẹ mày nhún nhường bất cứ một thành phần nào hết. Hiểu chưa? Mà ra ngoài bước ra đường là phải tự tin. Kể cả trong túi không có nghìn nào, ăn mặc phải sạch sẽ, phải đàng hoàng. Ăn nói phải đĩnh đạc, nói to rõ ràng. Đấy, cái đấy là em đã được lẻ rồi. Chứ còn bây giờ ấy, em mà nghèo ấy, đi đâu em cứ rụt rè, ăn không ăn được, nói không nói được ấy, chị nói thật với em như này, em thua mẹ 50%, 80% luôn nhá. Cho nên là như này này, nghèo nó không phải là có tội. Nghèo là vì bố mày chưa giàu thôi. Giống như chị ngày xưa ấy, nghèo là vì tao chưa giàu, chứ không phải tao không giàu. Hiểu không? Cho nên đi đâu ấy, ăn được, nói được, làm được là thắng. Chứ còn đã nghèo rồi, xong này còn run rẩy ăn nói, xong rồi ăn không lên đòi, nói không lên lời, mày thua chắc. Mà mày bị coi thường luôn nhá. Nhưng mày nghèo, mày ăn nói đĩnh đạc, ăn nói đĩnh đạc, rõ ràng quan điểm, không luồn cúi ai cả nhá. Nó khác mấy cái kiểu là đi đâu là nghèo nhưng lại hay thể hiện, nó khác hoàn toàn nhé. Nghèo là mình không thể hiện, nhưng mình ăn nói đĩnh đạc. Đấy. Nghèo là vì tao chưa giàu, chứ không phải tao không giàu được. Hiểu không? Mình phải xác định trong đầu là như thế. Cho nên là kệ mẹ chúng nó đi, nghèo kệ mẹ tao. Tao nghèo rồi tao sẽ giàu. Thế thôi. Cho nên là các bà, ôi dồi ôi, khổ hôm nay ngồi đắp mặt. Hôm nay ngồi đắp mặt cho nên là mới ngủ muộn thì mày, tự nhiên hôm nay đăng mấy cái video nó bị phỏng lốp. Thế bảo hai link của mình có vấn đề rồi thì mới lôi ra livestream sắp hết pin rồi. Còn gì nữa, em nói thật với các chị, ngày xưa em nghèo nhưng em đi đâu em tự tin lắm các chị ạ. Mẹ mày trong túi em như kiểu không có 500-700 triệu ấy nhá, trong thực ra trong túi đéo nghìn nào đâu. Nhưng mà lúc nào ăn mặc cũng sạch sẽ, ăn nói đĩnh đạc. Cho nên kể cả ngày xưa em nghèo nhưng em vẫn được ngồi mâm trên các chị ạ. Bởi vì sao? Ăn nói rõ ràng, đĩnh đạc, không bao giờ em phải ngại bất cứ một thành phần nào hết. Ngày xưa em rất nghèo, chị biết không, em đi ra đây em đi quét rác.
quét rác chán thì bán quần áo vỉa hè, xong em đi hội chợ. Nhưng mà em đi đâu em ăn nói rõ ràng, em không phải luồn cúi bất cứ một đứa nào hết. Bởi vì sao? Mình xác định một điều như này: tao nghèo nhưng tao không hèn, mày giàu kệ mẹ mày, tao nghèo kệ tao, tao nghèo là vì tao chưa giàu chứ không phải là tao không giàu. Mày có thể mày giàu hơn tao, mày đi trước tao thôi, nhưng mà bảo tao phải luồn cúi mày thì không bao giờ có. Đấy, cho nên là em đi đâu, kể cả ngày xưa em nghèo em cũng vẫn phải ngồi mâm trên nha các chị nhá. Chứ còn mẹ mày cho em ngồi mâm dưới hoặc là coi thường em phát bố về luôn. Về luôn, không quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng là như này này: làm sao mình làm được như thế thì mình phải có tố chất. Làm sao mà biết đâu mình cũng được trọng vọng, mình ngồi mâm trên do mình nghèo, thì lại phải do bản thân các ông các bà đã phải có tố chất. Tố chất là gì? Người sống phải để cho người ta lễ, hiểu không? Chứ các ông các bà đã nghèo rồi lại lom dom nữa, sống phải để cho người ta để ý, người bảo mẹ con này bẩn tính lọ kia thì cũng không được. Nhưng mình nghèo, mình lại có tố chất, cho nên nó bọn nó lễ. Đi đâu nó cũng phải gọi mình ngồi mâm trên, đi đâu nó cũng phải chú ý đến mình. Ngày đấy tôi lại làm được cái điều đấy, cho nên tôi nghèo tôi không hiền hèn một tí nào luôn. Cho nên các bà các ông ạ, nghèo ấy mình phải đĩnh đạc, mình phải sống thật, sống thẳng thắn, không gọi là nghèo rồi mà không thể hiện. Cái bọn mà bị ghét nhất là cái bọn như này này, đã nghèo nhưng hay thể hiện, không có nhưng hay nói phét, hiểu không? Nhưng đây rất rõ ràng nghèo, tao bảo tao không có, nói rõ luôn là không có đấy. Chứ còn không bao giờ thể hiện hay không bao giờ vỗ ngực lọ kia. Bởi vì sao? Nghèo rồi mà lại vỗ ngực cái bọn nó lại ghét, hiểu không? Cho nên là như này này, phong thái của mình đĩnh đạc, ăn được, nói được, làm được. Tiền tao chưa có nhưng tao không lừa ai hết. Còn tao chưa giàu thôi, còn tao sẽ giàu. Còn mày giàu kệ mày, mày ăn, tao không bao giờ vay mượn gì mày hết. Quan điểm của em Kiều từ ngày xưa đến giờ là không bao giờ vay mượn của ai. Quan điểm như thế, thà vay mẹ chỗ khác giả lãi được, nhưng không bao giờ vay những chỗ quen. Vay chỗ quen chúng nó đồn nhau rồi đấy, vừa đấy nó ngồi nhau 5-7 đứa rồi đấy, vừa cho Kiều vay 10 triệu 5 triệu thế bọn kia thế phải tránh xa ra, nó vay tiền đấy, hiểu không? Quan điểm của em là như này, là tất cả những đứa chơi với em chưa bao giờ vay tiền ai hết, không bao giờ vay. Bởi vì sao? Vay là nó sẽ đồn nhau, nó ảnh hưởng đến mình, nên là thích đi vay hẳn chỗ lạ, vay lãi được đấy, không xin ai. Vì sao? Mình nghèo nó không cho mình đâu, mà mình kể với nó là nó chỉ có ghét mình thôi, nó đề phòng mình, không bao giờ nói nhiều. Cho nên là như này, ngày xưa em rất nghèo nhưng em đi đâu em cũng được ngồi mâm trên, em đi đâu em cũng được trọng vọng, và em đi đâu cũng được người ta lễ. Em nói thật, bởi vì như này này, em ăn được, em nói được, em làm được, và em sống rất bộ đội luôn, không bao giờ vay mượn một ai, không bao giờ xin xỏ ai, không bao giờ nói móc ai, và cũng đéo bao giờ thể hiện luôn. Đấy, mà quan điểm rất rõ ràng, yêu ai, ghét ai, không bao giờ nói theo kiểu là đứa này nó gọi thì kiểu gió, chiều là cho chiều đấy, không bao giờ có. Nên ngày xưa em rất nghèo nhưng em sống được người ta lễ cực kỳ, cho nên em mới có ngày hôm nay. Đấy, không bao giờ em bảo là em thấy đứa này nó giàu mình nghiêng ra đấy, không bao giờ có. Mà quan điểm rất rõ ràng, đĩnh đạc, ăn nói rõ ràng, không bảo là giàu lễ trọng mày. Bởi vì mình xác định ngay từ đầu như này này, mày giàu kệ mẹ mày, tao nghèo kệ tao, tao nghèo tao sẽ đi từ từ, còn mày giàu mày đi trước đi kệ mày. Nhưng không ấy, nên là em đi đâu cũng được người ta rất là lễ nha các chị nhá. Em là đàn bà nhưng mà em sống, em nói thật, đi kiểu thời đi hội chợ như các anh xã hội các tỉnh rất là quý em, bởi vì mình sống rất là bộ đội, mình nói là mình làm, và đặc biệt lời hứa của em nó rất là chuẩn. Cho nên là em nói các chị có thời điểm như này nhá, cái lời hứa của em rất là chuẩn. Có những con người chết không ai cứu. Em nói thật, em chơi với nhiều người, có những con người chết không ai cứu luôn. Nhưng bản thân em, khi em không có tiền, em sẵn sàng đi đặt hàng được 1-2 tỷ tiền hàng luôn, người ta vẫn cho em lỡ. Bởi vì lời nói của em Kiều nó nặng tựa Thái Sơn luôn. Thí dụ em đã, ví dụ em lấy hàng của các chị, em bảo chị ơi 5 ngày em giả tiền, đúng 5 ngày em giả. Còn 5 ngày không có, em bảo chị ơi cho em lỡ đến sang ngày thứ 6, đúng ngày thứ 6 em trả. Em chưa bao giờ em thất hẹn với ai một lần nào luôn. Quan điểm của em sống là cái lời hứa và cái lời nói của em là em rất là chuẩn luôn. Cho nên có những cái thời điểm mà em không có tiền, em bị vỡ lợ nhiều lần rồi các chị ạ. Có những thời điểm em không có tiền luôn, nhưng em xuống dưới nhà máy, em bảo là chị bây giờ chị khó khăn, mày cho chị lấy 1 tỷ tiền hàng đi, chị giả dần cho mày.
đến lúc em lấy của nó 1 tỷ tiền hàng xong là nó xa cơ, nó bị đi tù, nó xa cơ, nó bị đi tù, em cứ đi tù về chị giả đủ cho em không phải lo, nó đi tù về em giả đủ cho nó luôn. Cho nên em nói với các chị như này này, em sẵn sàng kể cả là em đi lấy hàng, có những thời điểm em không có tiền, em chỉ có xuống nói bằng mồm thôi, em đi ô tô xuống em nói bằng mồm, mà thời điểm này chị khó khăn, mày cho chị lấy hàng, mày cho chị lợ gối 1 tỷ, nó cho em lợ 1 tỷ. Cho nên là em sẵn sàng kể cả hàng hóa bây giờ các nhà máy thế, em sẵn sàng em lợ vài trăm triệu 1 tỷ được luôn. Bởi vì sao? Em chưa bao giờ em phải thất hứa với ai. Em nói thật với các chị, đến cái ngày mà em hẹn với người ta, ví dụ ngày hôm nay em lấy hàng của người ta, em hẹn là cho em 5 ngày, thì đến ngày thứ 5 em không có tiền thì em phải đi vay chỗ khác em trả vào cái chỗ đấy, để cái uy tín của mình không bao giờ bị mất. Cho nên là bản thân em ấy, em ra ngoài này, em ra xã hội là em bị vỡ nợ 3-4 lần rồi. Vỡ thì vỡ bé thôi, nó không phải vỡ to, vỡ bé thôi, gọi long dom cái thời điểm cách đây chục năm thì có đôi trăm triệu thôi. Nhưng mà chuẩn luôn, vay ai, lấy hàng của ai, 1.000 không bao giờ lỡ. Cho nên em nói các chị như này này, uy tín rất quan trọng. Mình nghèo nhưng phải uy tín nhé các chị nhá, nghèo nhưng phải uy tín nhá, chứ không theo cái kiểu người ta quý mình, người ta thương mình, người ta yêu mình, người ta cho mình vay bởi vì mình khó khăn ấy, vì quý mà. Vay xong trốn mẹ luôn, lấy hàng xong bán xong trốn, không bao giờ có cơ hội làm lại. Em nói thật, không bao giờ có cơ hội làm lại. Em đã chơi với rất nhiều người rồi, mất uy tín là mất tất cả. Nghèo cũng phải có uy tín. Này, có những lúc nhá, nghèo cực kỳ, khổ cực kỳ, không còn cửa nào làm ăn, nhưng mình có uy tín, sẵn sàng những người đấy người ta vẫn đưa cho mình một vài trăm triệu tiền hàng để mình làm lại từ đầu. Đấy, cho nên nghèo nhưng phải có uy tín nha các chị nhá. Cho nên em có những lần ấy, em không có 1.000 nào, nhưng em dùng mỗi cái mõm của em vẫn đi, người ta vẫn giúp. Bởi vì sao? Riêng ai chứ con Kiều không bao giờ nó chạy qua 1.000 nào, khẳng định luôn. Bởi vì sao? Người ta sống với em theo thời gian rồi, kể cả khó đi làm mẹ mày rửa bát cũng được, nhưng vẫn phải giả đầy đủ. Cho nên là nghèo thì nghèo nhưng vẫn phải uy tín các bạn. Mất uy tín là mất tất cả. Tôi nghiệm rồi, con đời mà không còn uy tín thì không bao giờ làm được một cái gì cả. Nói thật, vì như này này, hôm nay mình mượn của người này, mình không giả nó, ngày mai ngồi đâu nó bảo đấy con Kiều đó là mượn đấy, có giả đâu, ai cho bà vay nữa. Nhưng mà ngồi đâu ấy, chỉ cần nói đến tôi một phát ấy, riêng ai thì Kiều nó chỉ nói một từ thôi, không bao giờ đấy mọi người ạ. Cho nên uy tín rất quan trọng. Nên là có lần, có những thời điểm em đã nói với các chị rồi, em không có tiền, em mang mỗi cái mõm thôi, em xuống nhà máy em bảo chị là đây chị khó khăn, mày cho chị lấy 1 tỷ tiền hàng đi, chị bán, chị giả đầy đủ luôn các chị ạ. Đấy, uy tín nó quan trọng lắm. Cho nên nghèo thì nghèo nhưng phải có uy tín, không uy tín là chết. Thì bản thân em này, em là đàn phụ nữ nhưng em tướng đàn ông các chị ạ, thì mẹ mày tướng đàn ông. Nhưng mà em, lời nói của em là em khạc ra lửa nha các chị nhá, tiền long rõ ràng. Cho nên là em sống là được nhiều người quý lắm. Em chỉ có là hay võ mồm trên mạng, hay chửi bới thôi, nhưng sống ở ngoài xã hội rất nhiều người quý em, vì em rất thẳng thật và không bao giờ gọi là mất uy tín với ai. Quan điểm rất rõ ràng, nói một là một, hai là hai. Đấy, rất bộ đội luôn. Còn không, đã không nói được là chưa có thì bảo là cho em lợ thêm 1-2 ngày nữa, nhưng có là phải trả ngay, không bao giờ được phép tiếc lợ. Ủa sao mấy ngày mặc cái váy, váy này là váy ngủ, cứ lên mặc xong lại vứt ra, lên tắm xong xuống đắp mặt lại mặc vào xong lại vứt ra, hiểu chưa? Không, dạo này nghỉ bán quần lọt khe rồi. Thôi nghỉ đây, mai livestream tiếp các bạn nhé. Biên Biên ơi, có bán em.